châu Mỹ, nơi nổi tiếng với những cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện. Châu Phi, nơi sức mạnh, tốc độ và sự bền bỉ được lên ngôi. Châu Âu, nơi bóng đá là màn trình diễn, chiến thuật. Họ là những biểu tượng của châu lục. Tháng 10 này họ sẽ quy tụ tại FIFA 24 với mùa giải COC, Competitor of Continent, mùa giải các cầu thủ từng lọt vào bán kết giải đấu cấp châu lục năm 2019. COC, Competitor of Continent, siêu sao châu lục khuất phục đối thủ, chính thức xuất hiện từ 15 tháng 10. Xem chi tiết chỉ số tại coc.l4.garena.vn.